Vâng, em xin chào ở nhà nhá. Chào tất cả anh chị em yêu Lan. Hôm nay em xuất cái chậu 50 trắng HO này này. Đấy, cho một bác. Thì ra là bác em mua chậu này từ đợt trước rồi, có gửi vườn em. Thì ở đây cái chỗ này là vừa cắt cái này nhá. Trên ngọn này nó lại mọc ra một cái kỳ. Đấy, lại mọc ra một cái kỳ thì cái kỳ này nó cũng vào tắt ngọn rồi. Tắt ngọn rồi thì đang có dễ khỏe, cắt ra cho bác để về bác trồng. Đấy. Cái chậu này vừa rồi đây nó cũng bị ít bệnh ở lá này, nhưng mà vườn em nó cũng rừng rồi, đang được hai mầm gốc rất là đẹp. Thì hôm nay là bác ấy sang bác ấy lấy cái cây HO này về nhé, về để bác ấy chăm. Chứ em nó thật là cũng rất là bận nên cũng không có nhiều thời gian để mà để ý cây cối cho mọi người được. Thì bây giờ nó cũng lên được hai cái mầm gốc đẹp rồi, với lại đang bắt đầu kích kỳ trên thân. Ê, anh tên là gì nhỉ? Vâng, em là Huy. Huy ở đâu nhỉ? Em ở số 34 chợ Hàng, Hải Phòng. Đấy, cảm ơn em nhé. Thế sang bên bác cho anh Định. Gần nhà thì nhận cây về, về vườn. Thời gian này thì không khí lan trong bản nước cây trồng. Do chung cái ảnh hưởng của thị trường. Ảnh hưởng chung, bởi vì lúc mua cây này thì giá nó cũng còn cao. Đấy, nhưng mà thôi thì mình cứ nó phải theo thị trường hết. Đấy, lên xuống thì khó nói lắm. Đấy, cho nên là về thì mình, nhưng mà lúc mua thì nó lại chưa có hai cái mầm gốc này. Đấy, bây giờ mua thì hai mầm gốc này nó mỗi mầm nó lên được khoảng chục sen, là được 20 sen nữa rồi. Thì mình cứ chịu khó, mình phải chăm nhá. Mình phải chăm rồi là cho cây nó dài ra rồi lại về chịu khó làm kỳ. Đấy, cho nên là đâu nó lại vào đấy. Ok, bắt tay cái nhỉ. Chúc em về trăm cây mau tốt nhá, rồi sang Long rồi có giống thì lại chia sẻ với anh em. Anh cùng với thị trường lan ra dần dần sôi động lại. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Và cảm ơn cả nhà nhá. Luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Hoa Lan Thị Nghiệp Cát Bà của em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Em xin cảm ơn.